Lại vừa xảy ra một vụ cướp giật trong lúc đổ xăng tại một cây xăng trên đường Hậu Giang thuộc quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc nạn nhân mở cốp xe chờ đổ xăng thì có một nam thanh niên đi xe máy đến, giật chiếc túi để trong cốp xe nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân đã chi hô nhưng không ai kịp phản ứng gì. Trình báo với cảnh sát, người đàn ông này cho biết số tài sản bị mất bao gồm tiền mặt, đồng hồ đeo tay và điện thoại có tổng giá trị hơn nửa tỷ đồng. Hiện công an quận 6 đang phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ.